Thoạt đầu anh nắm cổ tay, anh vỗ đến bộp nàng tụt rốn lên. Rên sao cho sướng mà rên, mất tiền mà lại mua thêm cái khật khử. Bố, con chào bố. À, thế làm về sớm đấy hả con? Bố lại hút thuốc lào đúng không? Mùi hôi ơi là hôi. Có mỗi cái điều thuốc lào làm vui mà con. Này thế đi làm về sớm thế? Ôi trời, ngồi trong nhà nó bí. Con thừa biết mẹ con bị cái bệnh mũi dị ứng đấy. Điều hòa thì không nằm được, mà bố thì để có máu nóng, ngồi một tí là mồ hôi nó vã ra như tắm ấy. Đi ra ngoài này chút cho nó thoáng. Thôi, bố cứ yên tâm. Hôm nay con bảo con có hai niềm vui dành cho bố đúng không? Hôm nay ấy, con sẽ tặng cho bố một cái máy làm mát. Đó, bố có thể sử dụng được cả ở trong nhà này, cả ở ngoài này luôn. À thế à? Và niềm vui thứ hai thì bố chờ nhé. Ôi giời. Dạ, con được chào bác ạ. Con giới thiệu con là Nam, là bạn trai của con Quỳnh nhà mình ạ. Con hôm nay thì con mang tới cho bác một món quà. Đó chính là cái máy làm mát để cho bác có thể có một không khí trong lành hơn khi ngồi ngoài này bác ạ. Vâng. Thế nào mà con có bạn trai tâm lý thế nhỉ? Vừa ra mắt là có quà ngay. Mà cái quà này là cái quà mà đúng sở thích của bố đang cần đấy. Đấy, cháu mang về xem nào. Mà con đây, nó là cái quạt gì mà... Đây là cái quạt điều hòa. Anh ấy đang giới thiệu cho bố. Đấy, con xin giới thiệu với bác, đây là cái sản phẩm mà bên công ty con nhập khẩu và phân phối. Xem thấy nhỉ, có được không bác? Ôi rồi, đẹp quá nhỉ. Thôi con ơi, con có biết gì về chuyên môn không? Con bác sờ vào đây. Sản phẩm này có mát không bác? Gió cứ như là bão nhỉ. Sản phẩm bên con mà lại. Mát quá. Thế thì bây giờ con bật lên để bác trải nghiệm luôn bác nhá. Được. Con nói qua về cái tác dụng của cái máy làm mát này cho bố nghe xem nào. Máy làm mát của bên con ấy có rất nhiều chức năng bác. Đặc biệt là tiết kiệm nhiên liệu này. Cái thứ hai nữa là làm mát không khí được cả ở ngoài trời nằm lẫn trong nhà luôn bác ạ. Ôi rồi. Bác di chuyển thoải mái đấy bác thấy không? Con di chuyển từ cổng vào trong nhà. Rất dễ. Nó có bánh xe mà. Có bánh xe vâng. Đấy. Mà cái hơn nữa là bác có thể là để trong nhà mà không bao giờ bị mũi dị ứng của bệnh của nhà bác của mình ấy ạ. Vâng ạ. Đấy, tốt quá. Đó đấy. Được. Cái quà ra mắt đầu tiên đấy là bố duyệt đấy. Bác thấy ưng không ạ? Cái sản phẩm nó là tên là gì hả con? Sản phẩm bên con là quà của Living Cook ạ. Cái sản phẩm này bố nghe cũng rất là quen. Có mấy người bạn bố đã dùng rồi. Nhưng mà thực sự là bố cũng không dám mơ đến. Cái này nó có đắt tiền lắm không hả con? Không, sản phẩm này này rất rẻ tiền thôi, rất bình thường, rất bình dân. Cả gia đình nào cũng có thể mua được về. Có thể phù hợp với túi tiền của tất cả mọi người hả? Đúng rồi ạ. Tốt quá. Thế thôi thì cháu cũng thông cảm vì bác là nhà nông cho nên là để góp tiền để mua được cái quạt như thế này thì cũng là một cái vật cảm, một cái vấn đề. Chính vì thế hôm nay cái được tặng thế là bác phấn khởi lắm. Được. Quá tuyệt vời. Máy làm mát Living Cook, sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi gia đình.